Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đặc biệt chứng khoán, lại tiếp tục là bình đây. Thì hôm nay là giữa tuần rồi các anh chị bạn, thì mình cũng tiếp tục là review lại thị trường cho các anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì các bạn có anh chị thấy là thị trường của chúng ta là có một cái uh, gần như mình nghĩ là nhìn con số nó đỏ, nhưng mà gần như là thị trường chúng ta đứng giá đối với các anh chị bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ cập nhật cho bạn và anh chị thị trường và À, nhận định về thị trường cho ngày mai và cũng như đánh giá về lại một số một số cổ phiếu trong các ngành, à, mình nghĩ là các ngành mà nó có diễn biến là đồng ngành Đó. Rồi à, thì đặc biệt hơn thì các bạn anh chị đang xem thì nhớ cho mình một cái like, một cái share và cũng như là thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận để tăng cái sự tương tác hơn nha các anh chị và bạn. Ok, và đặc biệt hơn thì À, các bạn và anh chị đang mà giao dịch chưa có người tư vấn Đó, hoặc là vẫn uh, chưa đạt hiệu quả trong cái thời gian vừa qua mọi người vẫn có thể là uh, liên hệ với bình với cái số điện thoại là 0986350563 rồi ok thì chúng ta có thể là chuyển ngay đi hoặc là các bạn và anh chị mở mới uh, tại ai À, thì hai các bạn anh chị có cái id của mình ở phía trên màn hình đó các chị bạn đó cái qr code mọi người có thể quét hoặc là dưới cái phần mô tả có cái đường link mọi người có thể ấn vào đó để chúng ta có thể mở nhanh rồi để không mất thời gian thì chúng ta đi vào thị trường ngay ở đây thì hôm nay thì mình nghĩ là thị trường gần như là đứng giá rồi dù là điểm nhỏ một tí giảm chỉ có 0,02 điểm thì các bạn, bạn chỉ thấy thanh khoản của thị trường cũng tăng so với ngày hôm qua là đang ở cái mức là 22.593 tỷ và các mã tăng giảm thì mình nghĩ cũng khá là cân bằng à, nghĩ là khá cân bằng thì có 239 mã tăng 7 mã tăng trần và 262 mã giảm 8 mã giảm sàn còn với lại V50 thì chúng ta thấy là có một cái mức xanh nhưng mà à, mã giảm thì lại áp đảo hơn Được không đó mã giảm thì chúng ta sẽ giảm 17 mã và 13 mã tăng đó, chỉ tăng được có 0,43% à, 43 điểm tương đương với 0,03% và cái mức thanh khoản đạt ở mức là 10.000 413 tỷ rồi thì thanh khoản mình nghĩ là đã tăng lại một tí so với ngày hôm qua thì hôm nay thì mình thấy là tự doanh cũng bán rồng rất là mạnh ha là 570 tỷ thì mình thấy là tập trung vào các cổ phiếu như PC1 3A và STB rồi nước ngoài thì hôm nay mình thấy là giao dịch rất là dàn co nhìn nhìn các bạn thấy là những cái cơn sóng gợn gợn của nước ngoài đúng không Trong cho buổi sáng thì mình thấy là mua rồng sau đó thì tới phiên chiều tới phiên gần nghỉ trưa thì bán rồng thì sau đó cũng quay lại mua trong đầu dầu giờ chiều cho tới uh, uh, gần uh, qua 2 giờ lại mua uh, bán rồi lại mua bán rồi mua rồi bán và cuối phiên thì mình thấy là có một cái bán rồng nhẹ tương đối uh, ở cái mức là gần 10, 10 tỷ uh, 9,44 tỷ thì các cổ phiếu mà mình thấy là mua mua tích cực trong ngày hôm nay thì có là MSB rồi uh, STB và 3A các biến động thì các bạn và anh chị cũng đã thấy Hôm nay mình thấy là các bất động sản khu công nghiệp Cũng có những cái động thái tích cực Ví dụ như các bạn thấy là BCM đúng không? Rồi những cái cổ phiếu như là GVR Hoặc là những cái cổ phiếu như TB này. đó Mình thấy là vẫn tăng rất là mạnh là Tăng trần Rồi à, tiếp theo là các cổ phiếu như FPT, BID, Công Thương, Tiên Phong Bang VGC đúng không? VGC cũng là một cái bất động sản khu công nghiệp Rồi STB rồi Vbank ở trong cái chiều mà tiêu cực một tí thì hôm nay là ảnh hưởng rất là mạnh thì đó là các cổ phiếu như Vít và Vinhome. Và Hòa Phát, Gas, Masan, Malindo Gas và Vietjet Rồi tổng hợp lại phân bổ về dòng tiền thì các bạn có thấy dòng tiền hôm nay vẫn tập trung ở cái nhóm ngân hàng cũng rất là mạnh và tiếp đến là các cổ phiếu về dòng bất động sản. Rồi dòng chứng khoán và dòng thép. Ok, rồi hôm nay thì tăng thì tốt thì hôm nay là có cái nhóm hóa chất rồi hóa chất thì các bạn các anh chị thấy là nó cũng thuộc về <laughs> về hóa chất cơ bản đúng không cv vẫn hôm nay tăng cũng khá là mạnh rồi dgc Đó, hôm nay mình thấy những cái nhóm hóa chất cũng tăng rất là mạnh ha à, để không mất thời gian nữa thì chúng ta đi vào nhận định về thị trường thì về thị trường các bạn thấy là mình vẫn chia sẻ mọi người về cái góc nhìn ở góc nhìn thì như mình chia sẻ các bạn các anh chị hôm, hôm qua được không thị trường chúng ta có hai cái điểm hai cái điểm chú ý đó là thứ nhất là hưng phấn cái thứ hai là à, có cái vùng hút giá cho nên mình nói là các anh chị bạn thì ở đây à, chúng ta thấy là à, có hai cái trường hợp này mình cần lưu ý và mình vẫn đánh giá cái trường hợp thứ nhất đó là cái trường hợp tích lũy nó sẽ cao hơn so với cái trường hợp điều chỉnh Được không à, và nếu như điều chỉnh thì mình vẫn đánh giá là cái khả năng cái vùng hỗ trợ ở đây cũng khá là mạnh nó cái vùng may to chỗ này các anh chị bạn Đâu, cái vùng mây to nó 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 đâu đó ở cái vùng 116 x nè. 116 x ha, cộng trừ đó, đây con số là 111154 nè. bảy thì khoảng 1154. Rồi, mình nghĩ là nhìn như vậy thôi, còn về phương diện thì mình vẫn đánh giá về cái tích lũy nó sẽ cao hơn. Thì khi các bạn anh chị hiểu là khi mà tích lũy á, thì thì cái chỉ số hưng phấn này nó cũng sẽ đi xuống. rồi Và đặc biệt á, mọi người sẽ thấy là cái xu hướng của thị trường hiện tại là nó đang nằm trong xu hướng tăng. Và có một cái nữa các bạn quan chị chú ý Đó là nó đang nằm ở trong cái vùng cận đỉnh à, Cận đỉnh cũ Thì cho nên mình nói là khi mà nó tiến về ở gần ở cái vùng 1230 Ở vùng 1230 là cái vùng mà giao dịch nhiều của thị trường Đó các bạn Đây là cái vùng giao dịch nhiều của thị trường trong ở cái trong cái đỉnh này nè các gì bạn Đó đó lúc này các bạn thấy không nó giao dịch nhiều trong cái vùng đỉnh này cho nên là các bạn thấy là à, đây một cái đường ngang ha mình nghĩ là cái đường màu đen này nè các anh chị bạn đó mình vẽ ra các bạn sẽ thấy rồi thì cho nên là các bạn thấy là nó sẽ bị áp lực ngay cái chỗ này nó cho nên là các bạn thấy là khi cận chỗ này á, thì hai phiên vừa rồi mọi người sẽ thấy là nó có sự rung lắc rất là mạnh của thị trường đúng không rồi à, mình nghĩ là tại sao mà nó cần rung lắc đó là như gì bạn để thay đổi và những ai đang mắc kẹt ở trong cái vùng này thì có thể là bán ra đúng không thì cho nên là các bạn thấy là nó áp lực bán à, nhưng mà tại sao mình về phương diện của mình á, thì nó về xác suất mình nghĩ là chỉnh sâu thì nó khó tại vì xu hướng của thị trường hiện tại nó vẫn đang là xu hướng mạnh à, xu hướng mạnh thì có thể là các bạn thấy là nó chỉ tích lũy lại, mình nghĩ là chỉ tích lũy lại trong cái vùng này. Nó nếu mà như tích lũy thì mình nghĩ là nó tầm ít nhất phải 10 phiên giao dịch. 8 đến 10 phiên giao dịch mình cũng có để cho mọi người với cái nhận định của ngày hôm qua. Đúng không? Thì mình nghĩ là ngày hôm nay nó cũng chưa có thay đổi nhiều. Nó vẫn là như vậy. Và đó là thị trường. Còn trong lòng cổ phiếu mình nghĩ là nó có sẽ sự thay đổi khác nhau. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần đi chi tiết vào các nhóm ngành. Và đặc biệt hơn thì mình nghĩ là các bạn các anh chị thấy là gì? những cái nhóm ngành nào tăng rồi nó sẽ khi tới ở những cái vùng cận đỉnh này nó sẽ trứng lại đó nó có thể là trứng lại và các cổ phiếu ngoài những cái nhóm ngành nào chưa tăng thì mình nghĩ là chúng ta sẽ mua cho cái về cái việc là đón đầu đón đầu xu thế đó thì cái nhóm ngành như mình có thấy được là cái nhóm về đầu tư công là cái nhóm mà vẫn chưa tăng đó và cái nhóm mà hôm nay là bất động sản dân dụng Đúng, các cái gì mà bất động sản dân dụng bạn thấy là trong giai đoạn vừa rồi các bất động sản khu công nghiệp đặc biệt là thấy là bất động sản khu công nghiệp cao su này, có liên quan cao su nè bất động sản khu công nghiệp không nè cũng tăng rất là mạnh đều tăng mạnh nha các chị bạn chỉ có cái nhóm bất động sản dân dụng là chưa tăng mạnh và đặc biệt hơn đó là những cái nhóm về à, Đồ đầu tư công bình thủy là vẫn chưa tăng thì cho nên mình nghĩ là các bạn và anh chị nên mua ở trong xu thế đón đầu. Mình nghĩ là với chứng khoán là chúng ta phải đón đầu xu thế. Chứ còn chúng ta mua sâu mà là chúng ta sẽ bị trễ một nhịp. À, thà chúng ta vào trước một nhịp đỡ hơn chúng ta vào sau. À, vào sau các bạn phải mua đuổi. Rồi đầu tiên thì mình nghĩ đánh giá là những cái nhóm ngành chính. Thì như ngày hôm qua mình nói với các anh chị bạn thì có khả năng là cái 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 dòng ngân hàng nó sẽ có một cái sự rung lắc. Mình nghĩ là có sự rung lắc và nó xuất hiện một cái vùng cân bằng giá à, và bắt đầu vào thứ sáu thì ngày mai là thứ năm mình nghĩ là cũng chưa có cái vấn đề gì mà nó sẽ diễn biến ngay nhưng mà ở đây mình nghĩ là nó cái vùng này nó cũng rất là gần không biết nó có cân bằng hay không hay là nó cũng kéo rướng luôn nó tích lũy rồi nó kéo rướng tiếp tục các anh chị bạn được không rồi thì mình nghĩ là à, và trên phương diện mình phân tích với các anh chị bạn thì mình nghĩ là những cái cổ phiếu mà các bạn anh chị có thể canh gom đó là STB mình nghĩ là STB vẫn là một trong những cổ phiếu để canh gom được mình nghĩ là tăng như này thì chúng ta không canh gom nhưng nó rung lắc vào cái vùng màu đỏ này các anh chị bạn nó tầm vào cái 29.8 cho tới vùng 30.7 là các bạn chỉ cứ canh gom thôi trên vẫn phương diện đó đúng không vẫn phương diện đó và SHB SHB cũng là một cổ phiếu mà các bạn các anh chị cần chú ý để canh gom và mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn lúc mà ở cái vùng này chúng ta kiên nhẫn chờ nó chỉnh đâu đó về 11.5 đúng không quanh 11.5 cho tới cái vùng 11.8 là cái vực gom đúng không đã gom mà mình nghĩ là các bạn các anh chị đã gom thành công ở trong cái đoạn vừa rồi với SHB rồi À, thì có thể nó chậm nhưng mà mình nghĩ là bắt đầu như mình nói nó sẽ hồi phục và sẽ tích lũy lại trong cái biên giao động như thế này Thì vẫn là một trong cái vùng gom à, Các bạn nào chưa gom thì có thể canh gom Rồi VBank, VBank cũng tương đối giống như vậy ha Mình nghĩ là nó cũng đang tích lũy để chờ công phá cái kháng cự 20 này Đó, chờ công phá cái kháng cự 20 này Cho nên mình nghĩ là về VBank các bạn chỉ có thể canh gom và cái hỗ trợ cũng tương đối mạnh ở cái chỗ 19 đó 19, 19.1 đó là vùng hỗ trợ khá là mạnh của VB rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào với những cái nhóm ngành tiếp theo đó là cái nhóm ngành bất động sản thì mình nói ngành bất động sản mình nghĩ là các bạn chỉ thấy là những cái cổ phiếu như Nam Long vẫn chưa có tăng nhiều lắm các bạn đúng không thì nó vẫn là tích lũy nếu mà nhìn xét về biên độ dài thì chúng ta thấy là nó vẫn đang tích lũy thôi đó các bạn sẽ thấy nó đang tích lũy trong cái biên lớn đó nhìn đồ thị này các bạn sẽ thấy nó vẫn là tích lũy cho một cái biên lớn của 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 cái dòng này đó cổ phiếu Nam Long thì cho nên mình mình nghĩ là các bạn anh chị cứ canh gom để uh, sở hữu về cổ phiếu Nam Long à, mình nghĩ là cơm Nam Long khang điền ở à, khang điền các bạn anh chị thấy hôm nay cũng tăng đúng không đó từ những cái vùng thấp như này bạn thấy bây giờ nó cũng đã tăng đó thì mình nói là những cái vùng này nó điều chỉnh thì các bạn thấy canh nó cũng tăng lên nhưng mà thật chất thì mình nghĩ là nó vẫn là tích lũy các gì bạn nó cũng tương đối như vậy đó đây nè bạn anh chị thấy không đây là những cái vùng mà về, mặt nhìn đồ thị uh, trung hạn của nó một tí các bạn thấy là nó vẫn tích lũy trong cái biên dao động như thế này đó nó gọi tích lũy trong biên dao động các bạn chị thấy không đó thì mình nghĩ là gì các bạn có anh chị thấy không đây là vùng vẫn có thể canh gom dù là chúng ta nắm 33 các bạn thấy vẫn có gom được vẫn bình thường và vẫn bình thường các gì bạn mình nghĩ là vẫn gầm các bạn à, chọn thôi mình nghĩ là chúng ta chọn một trong những cái cổ phiếu về bất động sản thôi chứ chúng ta cũng không có gọi là mua hết tất tần tật được các anh chị bạn đúng không rồi và tiếp theo là những cổ phiếu đích, đích mình nói với các bạn anh chị là Bình à, rất là kiên nhẫn chờ khi nó về dưới 26 mình mở mua các bạn à, Bây giờ coi nó có về không có gì bạn nha à, Ok Rồi sale à, Sale thì mình nghĩ là nó vẫn tích lũy cho một cái biên như này Mình nghĩ là mình cũng kỳ vọng cho các bạn từ tháng 1 nè Nó tăng nhưng nó vẫn chưa tăng Và đang vẫn tiếp tục một cái phiên tích lũy Những cái phiên giao động tích lũy à, Ngoài sự kỳ vọng của mình không? Cũng hơi thất vọng về sale một tí Nhưng mà à, mình nghĩ là nó vẫn là đang trong một cái biên tích lũy thì mình nghĩ là rất nhiều về bất động sản ha bất động sản mình nghĩ là có rất nhiều cổ phiếu để cho các bạn anh chị chú ý được à, chứ không phải là ít đâu rất là nhiều nha các chị bạn à, HDC vẫn tích lũy mình nghĩ là vẫn tích lũy vẫn gom được ha trong cái vùng gom cái vùng gom mình nghĩ là vùng 31 đến 33 thì cho nên là phế hiện tại nó vẫn là gom được các bạn à, rồi à, đó là những cái về à, ngân hàng bất động sản đúng không? Thì uh, như là đầu năm mình cũng chia sẻ với các anh chị bạn chúng ta có thể là canh gom với những cái những cái cổ phiếu về ngân hàng và bất động sản. Đó. và tiếp theo mình nghĩ là uh, xu thế đón đầu Giống như các bạn thấy là những có những cái thông tin về uh, giải ngân đầu tư công và đặc biệt là giải ngân đầu tư vào à tầng giao thông. Đó, thì cho nên là các bạn thấy là gì? Chúng ta cũng không ngoại trừ những cái cổ phiếu về CE đúng không? Cũng ngày hôm nay À, cũng điều chỉnh thì các bạn anh chị hỏi mình có mua được hay không mình nghĩ là vẫn là mua, đúng không? thì mình nói là trong cái biên cộng trừ của 19 cộng trừ thì cho nên ngày hôm nay các bạn thấy nó về thấp nhất của uh, 18.85 vẫn là một trong những cái vùng mua của CI đúng không? Rồi à, đó là chúng ta cùng đã thấy được và những cái cổ phiếu như PLC cũng là một trong những cái cổ phiếu mình chia sẻ các bạn và anh chị gom đó thì đây mình chia sẻ cho mọi người gom ở cái vùng PLC đó, thì ở đây thì mình vẫn chia sẻ cho mọi người, BSC vẫn đang trong cái vùng tích lũy mọi người có thể canh gom trong cái vùng 31.5 cho tới 32.5. Thì hôm nay thì mình nghĩ là mình chia sẻ với người lúc 11 giờ 28 phút đó. mình đang livestream mình cũng uh, tranh thủ để chia sẻ cho mọi người. Và ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình chia sẻ tiếp tục thôi. Ngày hôm qua nó vẫn có như vậy nhưng không có về, nó thấp nhất là 32.6 nhưng ngày hôm nay đó các bạn thấy là thấp nhất là 32.4. Mình nghĩ là nếu như giả sử các bạn anh chị đặt thì vẫn có thể gom được vâng đó là một cổ phiếu PLC một cổ phiếu nữa là BCC đó là cái vùng mình chia sẻ mọi người chia sẻ mọi người ngày hôm qua trong cái vùng 9.8 cho tới 10 9.7 tới 10 đó thì ngày hôm nay các bạn thấy nó cũng về đâu đó 9.8 và nó cuối phiên là 10 thì cho nên là vẫn là một trong những cái vùng mua của BCC mình nghĩ là cổ phiếu BCC các bạn anh chị chú ý để à, tham gia được không? và những cái cổ phiếu như KSB cũng là một trong những cái cổ phiếu mình nghĩ là chúng ta cần chú ý đó là những cái cổ phiếu về ngành à, đầu tư công BCC rồi KSB rồi PLC đó thì như vậy thì rất là nhiều để lựa chọn và đặc biệt chúng ta cũng không loại bỏ một cái ngành đó là ngành thép thì về cơ bản có thể xây dựng hạ tầng hay gì đó thì chúng ta phải cần thép đúng không? thì thép xây dựng thì các bạn thấy là chúng ta cũng không thể bỏ qua hòa phát đó thì như vậy thì với hòa phát thì các bạn các anh chị thấy như mình nói các bạn các anh chị trong cái ngành nó đang điều chỉnh thì về mình nói thì cơ bản thì những cái vùng đỉnh này mình nghĩ là nó vẫn rung lắc thì cho nên mình nghĩ là những cái vùng áp lực từ cái vùng nếu nếu như điều chỉnh nha mình nghĩ là nếu như điều chỉnh thì uh, trong cái vùng mà hỗ trợ của hòa phát nó sẽ rơi uh, mình không biết nó có rung lắc hay không nhưng cái vùng hỗ trợ 28.5 này mình nghĩ là nó mình không đánh giá mạnh đó, thì cho nên là chúng ta hãy là cái hỗ trợ gần nhất của nó nó sẽ là 27.5 thì cho nên mình không biết là nó có về trong một cái biên độ dao động như thế này không nha các anh chị bạn nó trong một cái biên độ dao động nó rung lắc trong cái biên này cộng trừ trên dưới mình nghĩ là cộng trừ trên dưới cái khúc này thì nó sẽ rơi vào 27.5 cộng trừ 0.5 like đúng không cộng trừ 0.5 nha các bạn thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 27 cho tới 28 đó thì các bạn của chị mình nghĩ là các bạn của chị canh gom giúp mình với cổ phiếu hòa phát và là một cổ phiếu trong có thể là canh đầu tư đó thì như uh, những cái cổ phiếu như hoa sen thì mình nghĩ là mình nghĩ là nó sẽ áp lực ở những cái vùng đỉnh này các anh chị bạn với những định thì mình nghĩ là chúng ta đã đúng rồi và uh, cần uh, những cái cứu rủ của hoa sen một tí đúng không? mình coi uh, cứu rủ như thế nào thì mình nghĩ là các bạn anh chị nhớ xem live stream của mình lúc 10 giờ hai phút hàng ngày để đi để chúng ta gọi là có thể giao dịch luôn ngay trong phiên đó, giao dịch ngay luôn trong phiên để chúng ta thuận lợi để mua bán luôn các chị bạn nha <laughs> rồi à, đó là những cái à, à, góc nhìn về các cổ phiếu và ngành thép Đúng không À, tiếp tục là chúng ta hãy là đi vào những cái nhóm ngành về như mình nghĩ là đầu tư công thì chúng ta là có xây dựng rồi Đạt phương cũng là một trong cổ phiếu mình chia sẻ mọi người mua rất sớm trong những cái vùng này Đúng không? Mua rất sớm trong cái vùng tích lũy này Điều chỉnh nè à, Tăng là điều chỉnh lại các bạn thấy không? Rồi nó cũng vòng lên các bạn thấy là nó cũng à, trong cái vùng à, Và mình nghĩ là mình cũng vẫn chưa chốt Mình cũng vẫn chưa chốt các chị bạn ở đây thì ở đây mình có những cái điểm mua đúng không thì mình vẫn giữ những cái cổ phiếu như phr ở hiện tại đang lãi trên 18 19 phần trăm đã cập nhật trong ngày hôm nay đó, những cái cổ phiếu như Đạt Phương đúng không rồi PT thì đang lột lộ tí mình nghĩ là vẫn chưa có vấn đề gì chúng ta vẫn cầm Novaland VB Bank, CE mình cũng đã chia sẻ mọi người đúng không và đặc biệt à, cổ phiếu à, ITC và cổ phiếu à, BCC ABC mình nghĩ là cũng chia sẻ mọi người rồi còn ITC thì cũng là một cổ phiếu mình chia sẻ cho các bạn và hiện tại đang âm một tí đúng không thì mình nghĩ là có một cái tín hiệu vượt qua 11.5 mình cũng chia sẻ mọi người mua thì mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị cái vùng là 11.4 cho tới 11.6 thì cho nên là mình nghĩ là mình làm mà cái bình quân giá cho mọi người dễ đúng không chứ còn với hiện tại mình nghĩ là nó vẫn đang tích lũy đó, đang tích lũy cho các bạn và các anh chị và cơ hội cho các bạn anh chị vẫn còn vào được đối với cổ phiếu ITC này, à, một cổ phiếu về bất động sản à, kinh doanh nhà, rồi à, trong một cái ngành à, ICB của nó là ngành ICB của nó là ngành bất động sản. đó thì đó là những cái vùng mình chia sẻ cho mọi người về thị trường đúng không? thì đặc biệt mọi người chú ý là bất động sản, bất động sản thứ nhất à, và ngân hàng thứ hai và tiếp tục là những cái nhóm ngành đầu tư công cũng là một cái ngành chúng ta chú ý ngành đầu tư công thì nó sẽ gồm những cái ngành vật liệu đó, vật liệu thì nó sẽ gồm về xi măng đá rồi uh, dầu gọi là nhiều đường rồi các dòng như thép đó và xây dựng đó, chúng ta cũng không loại trừ những cái ngành đó ok thì như vậy thị trường rất là nhiều và chúng ta đặt câu hỏi là tiền đâu mà mua hết đúng không các anh chị bạn thì mình nghĩ là chúng ta phân bổ và đặc biệt mình nghĩ là để chia sẻ mọi người gì là thị trường của chúng ta Là chúng ta có thể chọn một trong những cái cổ phiếu trong ngành thôi chứ chúng ta cũng không thể mua hết được cái gì bạn đúng không thì đặc biệt mình nghĩ là cái một cá nhân thì mình nghĩ là chúng ta chọn ít nhất là 5 cổ phiếu à, 5 cổ phiếu 3 tới 5 cổ phiếu thì mình nghĩ là các bạn có chị chọn được ít nhất từ 3 đến 5 ngành rồi đúng không và 3 năm ngành để chúng ta giao dịch vào đầu tư và các bạn cũng không loại trừ những cái cổ phiếu mà mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn về những cái cổ phiếu Benny à, thì mình nói là Benny thì những có cổ phiếu đầu tư mạo hiểm là À, như là MBG đúng không từ những cái vùng 4.6 4.7 này nè đó thì bây giờ nó là năm hiện tại các bạn và đầu tư thì vẫn có lãi không có vấn đề gì cả anh chị bạn và mình nghĩ là mình chia sẻ cho các bạn từ những cái cổ phiếu nó ở cái vùng này đó. ở cái vùng 4 4 này đúng không thì nó lên đâu đó ở cái vùng kháng cự này mình bán à, lúc đó nó giá trần giá trần ở 5.1 mình bán luôn đó. giá trần 5.1 mình bán luôn và sau đó nó vẫn tiếp tục tăng đó. các bạn thấy là sau đó nó chỉnh lại thì ở đây nó chỉnh lại thì mình cũng chia sẻ cho mọi người cái canh mua trở lại À, để canh mua để lướt đúng không thì như vậy thì những cái vùng này vẫn là một trong những cái vùng đầu tư mình nghĩ là với bây giờ thì uh, mbg Mb nó vẫn là vùng tích lũy để đầu tư thì cho nên là các bạn thấy là về mặt trung hạn của nó có cơ hội để bứt phá mình nghĩ là có thể là đâu đó ít nhất là một tháng nữa một tháng nữa là các bạn các anh chị thấy là nó sẽ đi tới cái vùng eo mây rất là mỏng ở đây thì cơ hội cho mbg rất là sáng à mình nghĩ là các bạn các anh chị trong một tháng thì chúng ta kiếm được lợi nhuận đối với Benny thì À, cũng có thể không, à, à, cũng có thể ha thì như vậy thì các bạn anh chị chú ý nha mình nghĩ là vẫn chú ý được cái bên và mình nghĩ là đây là những cái phần đầu tư mạo hiểm thì phần đầu tư mạo hiểm thì mình nghĩ là mình chỉ khuyến khích cho mọi người đầu tư khoảng 5 tới 10 phần trăm trong tổng cái nắp của anh chị và các bạn Đó. là chúng ta có thể đầu tư được ok ha mà bây giờ cũng là một cổ phiếu mà bạn chị chú ý À, thì à, có những cái cổ phiếu penny khác rất là nhiều ha BCC cũng là một mình nghĩ là nó cũng là penny đó đúng không à, những cái cổ phiếu khác như mình nghĩ là như TTF hay là GBC hay là những cái cổ phiếu khác mình nghĩ là chúng ta chưa à, vì cơ bản thì những cái cổ phiếu, bây giờ rất là nhiều cổ phiếu đúng không thì chúng ta thấy là như bất động sản thì như Hoàng Quân cũng là một cổ phiếu penny đó à, thì chúng ta thấy là đây là một những có thể là các bạn chỉ thấy là những cái vùng mà tích lũy hỗ trợ thì nó rơi vào những cái vùng bốn giá bốn À, gần gần giá bốn là một cái hỗ trợ rất là tốt rồi thì cho nên là đang tích lũy như thế này thì chúng ta chờ một cái điểm bứt phá rồi một cái điểm bứt phá thì mình nghĩ là điểm bứt phá nhìn tích lũy như thế này thì chúng ta thấy là có thể là nó cũng rơi vào khoảng tầm à, một tháng nữa à, cũng rơi tầm một tháng nữa ít nhất là một tháng à, một tháng để tích lũy rồi ok thì ngày hôm nay thì buổi tối thì mình cũng làm hơi trễ một cái video như thế này Mình cũng để chia sẻ cho mọi người về tổng quan thị trường Và đặc biệt là chia sẻ cho mọi người mua những cái nhóm ngành Và đặc biệt là những cái nhóm mà chúng ta đón đầu trước xu hướng để chúng ta gom trước đúng không Thì không có cái gì cho các bạn có chị dễ gom trong những cái việc rung lắc và giá đỏ Chứ còn các bạn thấy là những cái cổ phiếu mà nó tăng rồi đua rồi thì mình nghĩ là thì chúng ta đua nữa thì không không hay lắm nó nó bị sẽ trượt giá cho những người vào sau <laughs> nó trượt giá thì các bạn anh chị cũng sẽ bị tâm lý lắm rồi chưa chắc gì chúng ta mua xanh đã ngon đúng không rồi ok mình cũng cảm ơn các bạn của anh chị đã theo dõi hết cái video của mình thì các bạn của anh chị thấy những cái video của mình hữu ích thì nhớ À, để lên mình một cái like và thả mình một cái tim dưới cái phần bình luận đó và đặc biệt hơn các bạn của anh chị nào mới xem thì cho mình một cái để lại cho mình một cái lượt sub để cho các bạn của anh chị nhận được thông báo sớm khi mình xuất bản ra những cái video và cũng như là có những cái cảnh báo mọi người ở à, mình nghĩ là thị trường trong đang uptrend thì cũng chưa có gì phải cần cảnh báo nhưng à, với tăng dài dài thì nó cũng sẽ cần có những cái góc nhìn để cảnh báo đúng không mọi người nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé và đặc biệt hơn là các bạn của anh chị có thể ủng hộ mình một cái tài khoản giao dịch tại SI hoặc là VBS với những cái ID của mình ở dưới cái phần mô tả Đó, ở trên phía màn hình thì có phần ID của mình tại SI là 1791 các bạn có anh chị nào có sẵn à, tài khoản rồi thì có thể là liên hệ với mình với cái số điện thoại là 0986350563 50563 để chúng ta có thể chuyển ID nhanh nhất bằng một cuộc gọi thôi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người rất là nhanh ha Ok và đặc biệt hơn nữa là các bạn thấy là những cái ly cà phê nho nhỏ buổi tối thì mình nghĩ là cũng sẽ là một trong những cái động lực giúp cho mình làm việc nó có hăng say hơn đó, ờ, tại VB Bank đó, Momo Vietcombank đó, Zalo Bay đều được ha thì về Zalo hoặc là Zalo Bay với những cái Momo thì các bạn có thể là trực tiếp search ra cái số điện thoại của mình 09863 50563 và mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đó thì trên mình cũng có một cái Facebook các bạn có thể là search chữ uh, Bình DBCK có nghĩa là đầu bếp chứng khoán nha các anh chị bạn. Đó các bạn và các anh chị đừng có dịch bậy tại vì trên diễn đàn thì cũng có một số các anh chị các bạn thì ghi những cái từ không hay. tại vì mình nghĩ là ta ghi dài quá các bạn biết rồi cái kênh của mình tên là đầu bếp chứng khoán. Đó chứ không phải là cái tên khác các bạn đừng có gọi là đặt bậy ha. Rồi, cũng cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều và chúc mọi người một buổi tối xem xong ngủ ngon giấc để chúng ta sáng mai tỉnh táo nhất để chúng ta giao dịch cho thuận lợi. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người. thank <laughs> you